sáng sớm ngày 30 tháng 8, tại nhiều tỉnh miền Bắc có mưa to đến rất to, kèm theo sấm xét dài đặc khiến nhiều người bất ngờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng 0 giờ đến 5 giờ sáng ngày 30 tháng 8, tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to như Xuân Minh, Hà Giang 126mm, Quân Chu 206mm, Thái Nguyên, Âu Lâu Yên Bái 78mm, Bản Cầm Lào Cai 83mm, Tân Thanh Tuyên Quang 97mm. Cơn mưa lớn lúc dạng sáng nay kèm theo sấm sét liên hồi ở nhiều tỉnh miền Bắc, nhiều người dân chia sẻ về hiện tượng thời tiết này trên mạng xã hội. Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong khoảng từ 4 giờ đến 7 giờ sáng nay, hệ thống mạng lưới phát hiện định vị xét của đơn vị này ghi nhận được hàng nghìn cú sét đánh xuống đất và xét trong mây ở trên đất liền, trên biển và khu vực lân cận Việt Nam. Qua quan sát bản đồ hiển thị theo thời gian thực cho thấy, xét đánh sáng nay tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc. Thời điểm từ 4 giờ tới 5 giờ sáng nay, cứ 10 phút trôi qua có khoảng 1.000 tới 1.400 cú xét đánh xuống đất và xét trong mây. Thời điểm này xét tập trung nhiều ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình. Trong khoảng từ 5 giờ 50 tới 6 giờ 50, trung bình 10 phút có 500 tới 800 cú xét đánh xuống đất và xét trong mây và tập trung nhiều ở Phú Thọ, Yên Bái và ven biển Đồng bằng Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong sáng nay, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 90 mm nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên đất sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, tuyên quang, phú thọ, vĩnh phúc, thái nguyên. Cơ quan khí tượng cảnh báo chiều tối và đêm ngày 30 tháng 8 ở khu vực bắc bộ, thanh hóa, nghệ an, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông. cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào tối và đêm với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp khu đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Diễn biến đợt mưa to ở miền Bắc theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ngày 25 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24 tháng 8 đến 8 giờ ngày 25 tháng 8 có nơi trên 100 mm, như mường Mươn, Điện Biên, 108,8 mm. Xuân Khánh, Thanh Hóa 200,4 mm, Yên Thuận, Tuyên Quang 158,8 mm, Bình Văn, Bắc Cạn 150,4 mm, Bạch Ngọc Hai, Hà Giang 149,9 mm, Tân Phượng, Yên Bái 128,8 mm. Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 25 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm từ ngày 26 tháng 8 mưa lớn có xu hướng giảm dần cảnh báo chiều và đêm ngày 25 tháng 8 các nơi khác ở bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 tới 40 mm cục bộ có nơi trên 80 mm chiều tối và tối ngày 25 tháng 8 ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm cục bộ có nơi trên 50 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vân vân. Trên biển, hiện nay, ngày 25 tháng 8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông. Dự báo ngày và đêm ngày 25 tháng 8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,0 mét. Dự báo tổng lượng mưa trong 3 tháng tới có khả năng sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tổng lượng mưa ở Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cũng theo cơ quan nghiên cứu về khí hậu, cần đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra, cây lũ ngập lụt cho các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc ở mức sấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Dự báo từ nay đến cuối năm, Biển Đông sẽ có khoảng 9-11 cơn bão áp thấp nhiệt đới theo cảnh báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện tượng la nina sẽ tác động đến nước ta từ nay đến cuối năm nguy cơ xảy ra bão mạnh mưa lớn lũ lụt lũ quét sạt lở đất mất an toàn hồ đập là rất cao Đáng chú ý theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 21 trên 22 loại hình thiên tai với trên 630 trận thiên tai, gồm cả bão lũ quét, sạt lở đất, rông lốc xét, vân vân, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Hơn 100 người thiệt mạng và mất tích là con số cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Miền Bắc là khu vực thiệt hại nhiều nhất, 38 người thiệt mạng do sạt lở đất, 26 người do lũ lũ quét và 13 người do lốc xét. Nghiêm trọng nhất là thiên tai xảy ra trong tháng 7. Các trận mưa lớn liên tục nối tiếp nhau gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Ngập lụt cũng xảy ra nhiều hơn tại Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Nội. Dự báo từ giờ đến cuối năm, mưa lớn, sạt lở, ngập lụt và bão lũ sẽ nhiều hơn trung bình. Kịch bản này tương đối giống với năm 2020, năm có La Nina hoạt động. Hiện tượng Enso vẫn đang ở pha trung tính và tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Việt Nam, Enso có thể chuyển sang trạng thái La Nina từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024 với xác suất 60-70%. Khí quyền đại dương chuyển trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh như vậy sẽ là yếu tố bất lợi, có thể gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chia sẻ xoay quanh vấn đề mưa, bão thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, trường phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã có những phân tích và cảnh báo về diễn biến bão từ nay đến hết năm 2024. Dự báo từ nay đến hết năm 2024 có khoảng 9 đến 11 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể tác động đến đất liền. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới năm nay tương đương so với trung bình nhiều năm, chuyên gia Nguyễn Văn Hường cho hay Đáng chú ý vào những năm La Nina tác động thì diễn biến mưa bão lũ khốc liệt hơn so với những năm bình thường. Gần đây nhất là năm 2020 cũng có kịch bản Enso tương đồng khi đầu năm trạng thái Enino vào cuối năm chuyển sang pha La Nina. Năm 2020 là năm kỷ lục của nhiều loại hình thiên tai. Số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhiều hơn bình thường, mùa mưa rồn rập hơn ở Trung Bộ. Có những điểm ở miền Trung có tổng lượng mưa cao vượt lịch sử, lượng mưa cao gấp 3-4 lần so với trung bình nhiều năm. Với năm 2024, về cuối tháng 8, La Nina có thể bắt đầu tác động nên mưa có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 9 trở đi, La Nina hoạt động chung với giai đoạn mưa bão lũ ở miền Trung. Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng 9 đến tháng 11 và dồn dập nhất ở khu vực Trung Bộ với miền Bắc, mùa mưa sẽ kéo dài đến tháng 10, trong đó tháng 8 vẫn là tháng mưa lũ cao điểm, còn tháng 9 và tháng 10 xu hướng mưa giảm nhưng tổng lượng mưa lại nhiều hơn trung bình nhiều năm từ 5 tới 30%. Trung bộ và Tây Nguyên dự báo sẽ có mưa nhiều suốt từ tháng 8 đến tháng 11, tổng lượng mưa sẽ lớn hơn trung bình nhiều năm từ 5 tới 20%, khu vực Trung và Nam Trung Bộ mưa lớn hơn bình thường 20 tới 30%. Với những bài học kinh nghiệm từ những năm La Nina như vậy, người dân cần theo dõi bản tin dự báo từ xa từ sớm và kết hợp với những bản tin cảnh báo thời hạn ngắn từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để có phương án ứng phó kịp thời.